Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư, ngày 5 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin chuẩn bị đuổi cổ Việt Nam, Trung Quốc thay đổi định nghĩa Biển Đông. Sau khi thành lập hai quần đảo quản lý Hoàng Sa và Trường Sa vào hồi tháng 4 năm nay, bước đi tiếp theo mới đây của nước này về mặt hành chính tại Biển Đông là sửa đổi quy định hàng hải của Trung Quốc có từ năm 1974, định nghĩa lại vùng biển giữa đảo Hải Nam của Trung Quốc và quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc chiếm đóng phi pháp và gọi đó là Tây Sa. Kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2020, một phiên bản sửa đổi quy định hàng hải của Trung Quốc có từ năm 1974, định nghĩa lại vùng biển giữa đảo Hải Nam của Trung Quốc và quần đảo Hoàng Sa mà Bắc Kinh chiếm trọn từ tay Việt Nam cũng từ năm 1974 bắt đầu có hiệu lực. Đây là hình ảnh các thực thể trong nhóm đảo Bắc thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Trung Quốc vừa công bố bản quy định mang tên chính thức là các quy tắc kỹ thuật để kiểm tra tàu biển trong các tuyến nội địa. Điểm đáng chú ý nhất trong bản quy định hàng hải này là việc Trung Quốc đã thay đổi thuật ngữ gọi vùng biển giữa đảo Hải Nam và quần đảo Hoàng Sa là một vùng duyên hải hay ven bờ thay vì ngoài khơi như trước đây. Trong văn bản mới nhất này, Trung Quốc ngang nhiên thành lập cái gọi là vùng hàng hải Hải Nam, Tây Sa. Vùng hàng hải này được quy định là khu vực nằm giữa hai điểm cực đông và cực tây trên đảo Hải Nam và ba điểm cực đông, tây và nam quần đảo Hoàng Sa. Việc ban hành quy định mới về hàng hải xem các tuyến hàng hải giữa Hải Nam và Hoàng Sa là các tuyến nội địa của Trung Quốc là một bước phát triển mới của quyết định đầy tranh cãi công bố tháng 4 vừa qua thành lập hai quận đảo riêng rẽ để quản lý Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Cụ thể, ngày 18 tháng 4, Trung Quốc thông báo thành lập Tây Sa, tức là quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, và quận Nam Sa, tức là quần đảo Trường Sa của Việt Nam, tại thành phố Tam Sa. Trung Quốc cũng ngang ngược nói rằng quận Tây Sa sẽ quản lý quần đảo Hoàng Sa, bãi Macleish và vùng biển xung quanh, trong khi quận Nam Sa quản lý quần đảo Trường Sa và vùng biển xung quanh. Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ năm 1974. Nước này thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa đặt trụ sở trên đảo Phú Lâm từ tháng 7 năm 2012 nhằm thâu tóm các quần đảo ở Biển Đông, trong đó có Trường Sa và Hoàng Sa. Động thái mới nhất của Trung Quốc được các chuyên gia nhận định là nhằm tăng cường kiểm tra, kiểm soát Biển Đông. Đây là hình ảnh bản đồ khu vực Biển Đông. Trước hết, Trung Quốc đang âm mưu dùng luật của Trung Quốc để áp đặt lên các vùng tranh chấp. Đáng chú ý là từ ngữ nội địa ở tên trong chính thức của bản quy định thực hiện từ 1 tháng 8 mới đây. Điều này có nghĩa là Trung Quốc đã mặc định khu vực hàng hải giữa Hải Nam và Tây Sa, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là vùng nội địa của Trung Quốc. Theo Trương Khiết, một chuyên gia về Biển Đông ở Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc, động thái kể trên của Bắc Kinh có lẽ là nhằm tăng cường quyền quản lý quần đảo Hoàng Sa bằng cách sử dụng các luật trong nước. Đối với chuyên gia Trung Quốc này, cho dù điều đó không trực tiếp nhắm tới việc tăng cường quản lý, thế nhưng tác dụng trên thực tế cũng không khác gì. Colin Cohn, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế thuộc Đại học Công nghệ Nanyang Technology University ở Singapore, cũng tán đồng quan điểm nêu trên. Theo ông, động thái của Trung Quốc không phải điều đáng ngạc nhiên, nhất là sau khi Bắc Kinh đã thông báo thành lập hai quận hành chính để quản lý Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Theo nhật báo của Hồng Kông, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, cộng đồng quốc tế đã cực lực chỉ trích Trung Quốc vào lúc Trung Quốc đã đẩy mạnh chiến lược sử dụng luật lệ trong nước để đòi chủ quyền trên các vùng tranh chấp và bành trướng trong khu vực. Ví dụ, từ năm 2010 đến nay, Trung Quốc đã thiết lập 7 tòa án hàng hải mới, một đặt ở thành phố Tam Sa về mặt hành chính là đơn vị trực thuộc tỉnh Hải Nam. Qua năm 2013, Bắc Kinh sát nhập một số cơ quan hàng hải và lực lượng hải cảnh mới, và đến năm 2017, Tòa án Tối cao Trung Quốc tự tuyên bố mở rộng quyền hạn ra mọi vùng thuộc chủ quyền của Trung Quốc, kể cả các vùng biển. Có thể nói, hành động này của Trung Quốc thực chất nhằm củng cố thêm quyền khống chế Biển Đông. Đây là hình ảnh chiếc tàu của Trung Quốc đã gây hấn với tàu cá của ngư dân Việt Nam tại Hoàng Sa. Chuyên gia Colin Cohn cũng nhận định việc Trung Quốc thay đổi từ ngữ để chỉ vùng biển nằm giữa Hải Nam và Hoàng Sa đã được tiến hành từ đầu năm nay, nhưng nay mới có hiệu lực. Mục tiêu chắc chắn là nhằm củng cố thêm đòi hỏi về chủ quyền của Bắc Kinh trên vùng biển này. Trên trang tweet, một nhà quan sát Biển Đông khác cho rằng động thái của Trung Quốc không đơn thuần là nhằm đẩy mạnh giao thông liên lạc và du lịch giữa Hải Nam và Hoàng Sa, mà còn mang ý nghĩa rộng hơn là kể từ nay, tàu biển Trung Quốc
có thể thoải mái đi đến Hoàng Sa vì vùng biển đó chỉ là vùng ven bờ. Đây chính là thủ đoạn để gia tăng quyền khống chế Biển Đông của Trung Quốc. Nhà quan sát Đặng Duân cũng cho rằng với quy định mới, các tàu bè trước đây chỉ được phép hoạt động ở khu vực cận hải, tức ven bờ, nay sẽ được phép đi đến Hoàng Sa, trước đây là biển hải, tức là ngoài khơi. Điều này sẽ gia tăng đáng kể đội tàu đủ tiêu chuẩn qua khu vực. Việc phân loại như thế này ban đầu tưởng chừng chỉ có mục đích nội bộ nhằm thúc đẩy giao thông cũng như du lịch giữa đảo Hải Nam và Hoàng Sa. Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng khi lưu thông ở khu vực này trở nên nhộn nhịp, Trung Quốc sẽ áp dụng các hình thức kiểm soát, quản lý, điều tiết phi pháp nhằm phục vụ âm mưu thường trực và sâu xa hơn là biến Biển Đông thành ao nhà. Và đây là một hành vi phi pháp mới của Trung Quốc cần được lên án. Đây là hình ảnh tàu chở trực thăng Hamas của Hải quân Úc tập trận với tàu đổ bộ Mỹ USS American tại khu vực hạm có tên lửa khu trục dẫn đường USS Barry và tàu USS Fungi tại Biển Đông vào ngày 18 tháng 4 năm 2020. Đối với giáo sư Cathay, chuyên gia kỳ cựu về Biển Đông thuộc Học viện Quốc phòng Úc, hành động của Trung Quốc biến Hoàng Sa thành một huyện của Trung Quốc là một hành vi bất hợp pháp theo luật quốc tế. Trong bài phân tích vào ngày 19 tháng 4, giáo sư Cathay nêu bật vụ việc Trung Quốc đã giành quyền kiểm soát Hoàng Sa thông qua vũ lực vào tháng 1 năm 1974 và luật pháp quốc tế không công nhận chủ quyền có được thông qua chinh phục. Hiện nay, Trung Quốc đang nỗ lực áp đặt chủ quyền trong thực tế đối với các thực thể tranh chấp tại Biển Đông thông qua việc thúc đẩy tổ chức cho các du khách Trung Quốc đến tham quan nhằm phát triển kinh tế địa phương, dân sự hóa sự hiện diện trên biển. Và động thái quyết đoán mới của Trung Quốc được ghi nhận vào lúc Bắc Kinh đang gặp sự phản đối ngày càng mạnh mẽ của quốc tế, chống lại các yêu sách chủ quyền quá đáng của họ trên hầu như toàn bộ vùng Biển Đông. Vào tháng 7 vừa qua, Hoa Kỳ và Úc cũng đã ra tuyên bố khẳng định rằng các yêu sách biển của Trung Quốc tại Biển Đông đều phi pháp và không phù hợp với luật pháp quốc tế. Những tháng gần đây, thế giới cũng chứng kiến một cuộc chiến công hàm về Biển Đông nhằm bác bỏ yêu sách lãnh thổ tham lam và phi pháp của Trung Quốc trên vùng biển mang tầm chiến lược trong khu vực và quốc tế này. Đây là hình ảnh chụp công hàm bác bỏ yêu sách trên Biển Đông của Trung Quốc tuyên bố đường chín đoạn vi phạm nghiêm trọng UNCLOS 1982 mà phái đoàn Malaysia đã gửi lên Liên Hợp Quốc hôm 29 tháng 7 vừa qua. Các tháng trước, Indonesia, Philippines, Việt Nam, Hoa Kỳ và Úc cũng đã gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc phản đối Trung Quốc. Và gần đây nhất là Malaysia vào ngày 29 tháng 7 năm 2020 đã gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc với nội dung bác bỏ quyền lịch sử mà Trung Quốc tự nhận là họ có trên Biển Đông dựa theo bản đồ đường chín đoạn do chính họ vẽ ra. Trong công hàm với lời lẽ cứng rắn khác thường, Malaysia đã khẳng định bác bỏ toàn bộ nội dung của một công hàm khác mà Trung Quốc đã gửi lên Liên Hợp Quốc vào ngày 12 tháng 12 năm 2019. Trong đó Bắc Kinh cho rằng Kuala Lumpur không có quyền đề nghị kéo dài thêm lục địa của Malaysia ở khu vực phía Bắc nước này. Công hàm ngày 29 tháng 7 của chính quyền Kuala Lumpur nhấn mạnh rằng đề nghị của Malaysia hoàn toàn phù hợp với quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, viết tắt là UNCLOS. Văn kiện của Malaysia gửi lên Liên Hợp Quốc đã nêu rõ như sau. Malaysia bác bỏ yêu sách của Trung Quốc về quyền lịch sử, cũng như các quyền chủ quyền và quyền tài phán liên quan đến khu vực hàng hải trên Biển Đông, nằm trong đường chín đoạn. Đối với Malaysia, các yêu sách của Trung Quốc đã đi ngược lại UNCLOS và không có tác động pháp lý vì đã vượt quá phạm vi, địa lý và ranh giới thực chất mà Trung Quốc được hưởng theo Công ước. Trả lời tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng tại Hồng Kông, một chuyên gia về lập trường Biển Đông của Kuala Lumpur cho rằng dù công hàm vào ngày 29 tháng 7 của Malaysia có lời lẽ cứng rắn bất ngờ, nhưng nội dung văn kiện này vẫn phản ánh quan điểm từ trước tới nay của Malaysia là bác bỏ đường lưỡi bò của Trung Quốc trên Biển Đông. Như vậy, thời gian gần đây, các yêu sách quá đáng của Trung Quốc liên tục bị tố cáo và bác bỏ lên Liên Hợp Quốc không chỉ bởi các nước có tranh chấp liên quan trực tiếp, mà cả những nước không có chủ quyền trên Biển Đông nhưng có lợi ích tại vùng biển quốc tế này cũng phản đối Trung Quốc. Tuy nhiên, mặc cho cộng đồng quốc tế lên án, Trung Quốc vẫn tiếp tục thúc đẩy chủ quyền phi pháp tại Biển Đông với thái độ hung hăng ngày càng ngang ngược. Đây là hình ảnh tiêm kích Jet-15 của Trung Quốc chuẩn bị hạ cánh xuống tàu sân bay Liêu Ninh trong một cuộc tập trận ở Biển Đông vào hồi tháng 5. Trung Quốc thời gian qua đã triển khai hàng loạt các hoạt động gây hấn trên Biển Đông như điều tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, rồi bám theo tàu khoan của Malaysia, rồi cho tàu hải cảnh đâm chìm tàu cá Việt Nam. Mới đây nhất vào ngày 30 tháng 7 năm 2020, nước này cũng đã thông báo
cho tiến hành những cuộc tập trận trên không với cường độ cao ở Biển Đông. Động thái của Bắc Kinh đã được cho là một tín hiệu rất rõ ràng gửi đến Mỹ và trước việc Mỹ đã từng nhiều lần điều tàu sân bay đến khu vực để phô trương uy lực. Trong cuộc họp báo định kỳ hàng tháng trực tuyến, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường cho biết không lực của Hải quân Trung Quốc mới đây đã thao diễn với cường độ cao cùng với các loại oanh tạc cơ như H-6G, H-6G cũng như phi cơ khác ở Biển Đông. Phát ngôn viên này nói rõ là máy bay Trung Quốc tham gia tập trận đã cất và hạ cánh vào ban ngày cũng như ban đêm, tiến hành những cuộc oanh kích tầm xa hoặc tấn công vào những mục tiêu trên biển. Và các bài tập đã đạt được mục đích chờ đợi. Tuy nhiên, địa điểm cụ thể tập trận không được thông báo. Bên cạnh đó, trên mặt ngoại giao, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào trung tuần tháng 7 cũng đã nói thẳng quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ và xem yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là bất hợp pháp. Trước đây, Mỹ vẫn giữ thái độ trung lập. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư ngày 5 tháng 8 năm 2020 với bản tin Chuẩn bị đuổi Việt Nam, Trung Quốc thay đổi định nghĩa Biển Đông. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, kính chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.